được con chở đi ăn đám giỗ, mẹ gặp phải một cú ngã nhớ đời. Trong clip là hình ảnh cô gái chở mẹ trên đường đi ăn cỗ về nhà. Bình thường thì con đường làng đẹp lắm, đúng. Nhưng hôm nay từ đầu đường về nhà mà như trải qua 82 kiếp nạn. Đường thì toàn bung lầy. Tuy nhiên cô gái vẫn tin vào khả năng của mình và hứa sẽ đưa mẹ đi đến nơi, về đến chốn. Nhưng ai có dè, còn chừng 10 mét nữa đến nhà thì gặp phải chuyện không đỡ được. Trời ơi, trời ơi. Chiếc dép vướng vào ống quần, làm cho cô gái mất lái. Chiếc xe lao thẳng xuống vũng bùn. Bao nhiêu đồ ăn được cho rơi vãi khắp nơi, nào là chuối, trái cây. Tiếc là tiếc mấy cái bánh ú nâng niu từ lúc ăn cỗ về. Thế mà chỉ một đoạn đường ngắn đã đường ai nấy đi. Nhưng sự chú ý của ta rơi vào đây. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Từ đó đến giờ mẹ đã trải qua nhiều cú ngã trong đời, nhưng chắc không có cú ngã nào cay bằng cú ngã này. Bà chui từ trong bụi cây ra với khuôn mặt toàn là bùn. Không biết làm gì có lỗi với con mình mà lâu lâu cho nó lái lại được một phen nhớ đời như này. Còn với cái báo quá báo, không lo đỡ mẹ dậy mà còn đứng quay clip nữa chứ. Sau khi clip được đăng tải, một số cộng đồng mạng đã để lại bình luận góp vui như: thấy cũng tội nhưng mà cười cái đã. Hay: còn với chả cái còn đứng quay được. Các bạn đã từng bao giờ gặp tình huống bá đạo như thế này hay chưa? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé.